Video này được mang đến cho bạn bởi 360 Boutique, thương hiệu thời trang nam chất lượng trên gian Shopee Mall. Chi tiết ở phần sau của video. Và nếu các sếp muốn tìm một nơi để bàn luận về phim thì hãy vào ngay, phim này hay phết, để bàn luận các thứ. Mọi người hãy mua ngay một chiếc quần âu đến từ thương hiệu 360 Boutique, không phải quần âu với giá 199k mà quần âu với giá sốc chỉ từ 179k, dành riêng cho anh em nào xem được video này khi áp mã. Đây không phải là một chiếc quần bình thường mà có những tính năng vô cùng vượt trội, chất vải mềm mịn không chỉ thừa, không nhăn, chiều dài trên mắt cá chân mang lại sự trẻ trung thời thượng. Giá áp dụng khi mà anh em nhập đúng cái mã này, tôi nhắc lại là cái mã này nhé. Quần đẹp như trong hình, chất lượng vải miễn chê, link ở phần mô tả và bình luận. Hôm nay không phải lộn cái bàn mà chúng tôi có format mới. Thực ra nó vẫn là lộn cái bàn nhưng mà thôi đổi người rồi nên là thôi chúng tôi đổi tên show luôn cho đổi vận. Giờ thì cái show này chúng tôi sẽ gọi là mì siêu tim cật. Vì sao là mì siêu tim cật? Tại vì nó vần với review phim thật. Ha, ép bạn hồn. Và trong tuần này chúng tôi sẽ nói về ba bộ phim nổi bật nhất trong tuần vừa qua là Kẻ ăn hồn, Thanh niên và chim diệc và Aquaman. Và tôi có đủ thẩm quyền, kỹ năng, trình độ để review phim hay nói về phim không? Tất nhiên là không. Nên là tôi sẽ mời bên cạnh tôi một người cũng không đủ kỹ năng, thẩm quyền, trình độ về phim ảnh để ngồi đây cùng tôi cho vui. Xin giới thiệu em Nghĩa Địa. Mời dịch vào đi. Là em dịch vào đây ạ. Ừ. Xin chào tất cả quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay và quý vị khán giả đang xem truyền hình. Quay ai là triệu phú ở cu? Kệ em giới thiệu mà. Mình là Nghĩa và mình là một fan phim con. Tổng bài là content của The Reviewer. Thì đấy là nghề tay trái của em thôi, còn tay phải của em là thuộc về fan phim. Trong khi những người khác dùng tay phải để quay tay thì anh này dùng tay phải để fan phim, khá là quý fan phim ấy. Thế mày có phải đạo diễn hay biên kịch hay là nhà phê bình phim không? Đã từng làm phim chưa? Mẹ khô trình độ thật à? Tao giới thiệu thế cho hài hóa thật à? Nhưng mà anh biết gì không? Em là một thành viên của Chê Phim Review. Đấy, thành trì cuối cùng của ngành review phim Việt Nam. Nghĩa là mày lập ra cái group đấy à? Hay là mày hay đăng bài đúng không? Không. Lừa. Mày thích lừa không? Em đã ở trong group này 2 năm rồi. 2 năm? Nó phải gọi là thành viên kỳ cựu. Ừ. Vâng, Chê Phim Review thành viên. Ok, chúng ta đến với bộ phim đầu tiên, Kẻ ăn hồn. Thì đây là phần tiền truyện của một bộ phim đang là mưa làm gió trên Netflix, là Tết ở làng địa ngục. Nếu bạn không để ý thì Kẻ ăn hồn là bộ phim Việt đầu tiên không phải của Trấn Thành mà hủy diệt phòng vé. Trung bình là cứ nửa tiếng là có một suất chiếu, nhanh hơn là 15 phút là một suất chiếu, mà tỷ lệ lấp đầy cũng rất cao. Khán giả đi xem phim rất đông, mặc dù bên ngoài trời lạnh 15 độ, đến đêm 10 độ họ vẫn đi xem. Để cho mày nói về nguyên nhân. Thì em nghĩ là cái sự thành công này 99% đến từ Tết ở làng địa ngục. Phim này nó hot lắm rồi. Lúc đầu mà cái phim này ra mắt ấy, em cũng là cũng chả có ai quan tâm đâu. Cùng lắm là có những cái người mà người ta theo dõi tiểu thuyết ấy. Hồi đấy tao mày ngồi trong văn phòng nói chuyện cũng chả quan tâm lắm đâu, kiểu thấy. Em chả quan tâm như này gì. Xong hoa khi em xem thì hay. Hay mà phê phim Way to Win thứ làm clip là nhiều view đúng không? Nhiều view. Anh mình phải bú. Lại phải bú. Lại cũng làm clip luôn. Cũng làm clip. Nhưng mà người bú nhất lại là nhà làm phim. Họ biết trước là cái phim ấy sẽ hay rồi đúng không? Nên là họ làm luôn họ ra. Làm luôn tiền truyện để ăn hồn. Em nghĩ là đây là một cái nước đi tính toán. Tính toán. Có tính toán đấy. Có tính toán. Dự định từ trước thôi. Ừ. Cũng vũ trụ điện ảnh ấy đúng không? Nội dung Kẻ ăn hồn đi. Nói qua cho các bạn biết là lấy bối cảnh trước Tết ở làng địa ngục khá lâu, từ cái lúc mà bà của Thập và cụ Khảm còn trẻ và kiểu có chuyện bất thường xảy ra này, xong rồi những vụ án thảm khốc diễn ra liên tiếp này, và mọi thứ thì liên quan đến một thứ gọi là rượu sọ người, cũng như là một hồn ma tên là Thập Nương. Ô mẹ, thế thì nó khác gì Tết ở làng địa ngục không? Nếu mà anh không biết nhá, Kẻ ăn hồn không những giống Tết ở làng địa ngục mà nó còn giống là cái kết nữa luôn. Nghĩa là sao? Là nó cũng đuôi chuột. Nó còn đuôi rất bé luôn, càng ngày càng bé đi nữa. Thì Kẻ ăn hồn. Trong phim đấy, Thập Nương đã chết. Ừ nhờ, nó là tiền truyện. Nhưng Thập Nương lại chết. Nhưng mà trong Tết là địa ngục lại sống. Lại sống hay là họ kiểu lừa. Đúng thật là lúc xem ấy thì cái Kẻ ăn hồn ấy cảm giác là họ chỉ lấy nhân vật ở Tết ở làng địa ngục ra thôi, và họ làm ra một cái bản remake chiếu rạp, chứ hai phim này chả liên kết gì với nhau. Lừa. Không phải. Hóa ra là lừa. Thập Nương trong đa vũ trụ hỗn loạn. Thế thì mình phải chấm Kẻ ăn hồn là một phim độc lập so với Tết ở làng địa ngục đúng không? Nói chung là mình phải khó tính đấy, tại vì phim này nó độc lập mà. Nhưng mà vì sao phim độc lập lại phải khó tính hơn? Nếu mà xét nó là một cái phim liên kết với nhau ấy thì người ta đi xem bị hiệu ứng mà. Người ta xem Tết là địa ngục rồi. Hay rồi ai đi xem thì phải đi xem Kẻ ăn hồn để biết chuyện gì đã xảy ra trước đó. Đúng. Xong rồi hóa ra nhưng là lại lừa nhé. Chả liên quan đâu. Mất tiền rồi. Ê, cái phim gì đầu năm nay cũng lừa nhỉ? Siêu lừa gặp siêu lầy. Không, đấy là phim về lừa, còn cái phim gì cũng lừa khán giả là Đất Rừng Phương Nam à? Có lừa gì đâu. Chả biết, nói chung là chúng ta sẽ bàn đến Thập Nương và Rượu Sọ Người đây, hai nhân vật chính của phim này. Rượu
Rượu Sọ Người này em thấy là cái câu chuyện về nó là khá thú vị đấy. Xong rồi cả về cái câu chuyện về nguồn gốc của Thập Nương nữa. Ừ. Để mà vẽ được cái câu chuyện rùng rợn như thế thì hay câu chuyện hay từ tiểu thuyết hay lên. Đúng cái câu chuyện khá hay đúng không? Đấy. Những người đã từng đọc tiểu thuyết này thì bảo là phim này B không. À. Mà cá nhân em xem, đúng là không đủ thật. Đúng, không thỏa mãn đúng không? Không thỏa mãn về mặt logic. Nhưng được cái phim này làm tốt một việc là nó giải thích, cũng có giải thích. Nghĩa là họ cũng có thực sự là nghĩ là những người xem mà chưa xem cái bản Netflix ấy, thì người ta sẽ không hiểu được đâu. Nên là họ có giải thích như là việc vì sao Thập Nương mà được làng này, vì sao Xuân Là xuống núi sẽ chết này, vì sao thằng Sang lại làm chuyện ác này, xong rồi là vì sao Phong lại biết được là ai có bộ phận để làm rượu sọ người này. Ý ra là với những người mà chưa xem phim tức là Địa Ngục ấy, thì người ta sẽ hiểu được. Thì như thế cũng là kiểu một điểm cộng là họ cũng có nghĩ khán giả đúng không? Nhưng có khá là nhiều cái vô lý. Ví dụ đi, mẹ Phong được bảo kê xuống núi lúc đưa Phong đi chữa bệnh. Nhưng mà lần thứ hai, mẹ Phong đi với mẹ Sang thì lại chết. Xong rồi là có một cái là mình anh hơi khó chịu là kiểu dân làng luôn lặp đi lặp lại cái việc là tối đi ngủ mất tích, xong rồi sáng dậy phải đi tìm xác ấy. Hay là nghĩ cách khôn hơn để giải quyết vấn đề ấy. Chắc là nó là Tết ở Đàn Địa Ngục, không phải là Tết ở Sông Lũng Silicon. Người ta không thông minh lắm. Người ta chết não. Em thấy là cái sai lớn nhất của nhà sản xuất ấy là đem phim này lên giả. Bởi vì nếu mà nó là một cái bản gì đó chiếu trên Netflix, nó dễ hơn ấy là chiếu trên YouTube. Bố già như bố già luôn thì nó dở vẫn được ủng hộ nhiệt tình. Đúng, chắc chắn là tốt tịnh hành. Ừ. Và được khen là đằng khác. Không mất tiền đâu. Bây giờ ra giả mất oan 100.000. Xong rồi bị lừa không liên quan đến cái phim mình vừa xem, xong rồi lại còn không hay. Thế thôi, 100.000 là khá lớn đấy. Khá lớn người đấy. Ta là chắc chắn là sẽ phải nói, mà nặng hơn là người ta chửi. Người ta chửi có chửi là có. Ừ thì đúng thật là. Nhưng mà nếu mà thế thì ví dụ nhé, chất lượng mà chưa đến điện ảnh nhưng mà không dám ra chiếu điện ảnh để nhận về feedback thì sẽ không thể làm được ra một cái chất lượng điện ảnh đúng không? Thì mình có thể chiếu trên YouTube, điện ảnh YouTube, nền tảng riêng dành cho điện ảnh mà những cái bộ phim anh chưa điện ảnh. Anh ấy review phim xong rồi anh ấy sáng tạo lại vậy ra nền tảng luôn cho nó hay. Nền tảng YouTube có khi xem video này của anh em mình nghĩ ra luôn. CGV mất việc, công chiếu chẳng là giả phim chứ còn gì nữa. Đó. Em còn kể thêm một điều cho anh nữa, phim này là phim ma, gắn tác kinh dị rất lớn nhưng em xem sợ. Không sợ đúng không? Mặc dù em đúng thật, tao với mày đều là hai thằng sợ ma đúng không? Cực kỳ sợ ma. Nhưng mà xem phim về lúc 12 giờ đêm, trời lạnh sun vòi, nhà trong ngõ tối, chả sợ gì, vừa đi vừa hát, vui như Tết. Tết ở Đàn Địa Ngục gì? Tết ở Đàn Địa Ngục. Đúng, vui như Tết. Nhưng mà những người xem cùng em người ta cũng không sợ. Ừ, thưa anh cũng là một thằng sợ ma nhá. Lúc mà anh đọc cái recap Tết ở Đàn Địa Ngục ấy, lúc đấy là 12 giờ đêm, anh còn phải gọi anh Trung xuống ngồi cùng anh để cho anh đỡ sợ, tại vì đọc recap thôi đã thấy sợ rồi. Nhưng mà đúng là xem phim này xong chị anh thích bình thường. Có cái sợ lỗ ấy. Lỗ. Đúng không? Hay là đánh vào tâm lý của những người sợ lỗ. Thế tao phải sợ ấy, tao đang là chủ công ty mày sợ lắm. Nhưng mà có một cái khen, cái lỗ đấy thì nó là khen về make up đẹp đúng không? Hóa trang đẹp và có sự đầu tư về trang phục và bối cảnh. Nếu mà bảo là sợ thì không sợ, mà ghê ấy. Ghê hơn. Hay là họ chỉ cần thế thôi ấy. Ghê là đúng. Hay là họ kiểu làm tí jump scare hù hòa tí. Đây nhá, bây giờ jump scare thì lại bảo là mẹ phim này là jump scare đấy, xin sợ. Nếu mà theo cái kiểu phim này ấy thì nó phải là tâm linh ấy. Tâm linh đúng không? Nó phải sợ tâm linh. Ok. Đúng, nhưng phim này chưa làm được. Chưa làm được. Nhưng mà có một cái quan trọng anh mình chưa nói là diễn xuất. Dàn chính trong phim này thì mình có chị Hoàng Hà với cái bạn là Võ Điền Gia Huy trong vai Phong và Sang. Hoàng Hà thì là một ngôi sao mới nổi từ phim Chúng Ta Của 8 Năm Sau này, rất được lòng khán giả. Giờ thì đã xác định ảnh. Còn Võ Điền Gia Huy thì anh không biết quá nhiều về anh bạn này. Chắc là một diễn viên trẻ. Thì cá nhân anh thấy là, nói thật nhé, là hai bạn này trong phim thì anh thấy là chưa tới. Nét diễn không đủ dạo dặn. Nhưng mà nhé, anh thấy anh em mình và rất nhiều anh em bị cái hội hiệu ứng là của mình không hối. Là sao? Kiểu chê người ta được ấy, nhưng mà nếu mình làm thì mình làm được không ấy. Thế lại là câu chuyện ý kiến cá nhân à? Tao phải có quyền chê chứ. Thì kiểu ví dụ như anh mà là các bạn ấy đi, chắc chắn là anh không làm được rồi. Có khi anh chỉ làm được 1/10 các bạn ấy thôi. Nhưng mà anh lại ngồi chê, lại bảo người ta non. Thì cỡ như mình chỉ là thằng review thôi nhỉ. Đúng thật, nhưng người ta có non không? Có khi là có đấy. Ừ. Còn trẻ mà. Cũng có non đúng không? Là không, xét về độ tuổi thì đúng là còn trẻ. Tuổi nghề. Ừ, đúng. Xét về tuổi nghề đúng là các bạn còn trẻ. Bạn chắc là hơn tuổi mày. Hơn tuổi. À còn các anh chị thì còn trẻ. Em thì còn. Mày chắc là sơ sinh. Em chưa được non, chưa nở hoa mà chưa tâm trái luôn. Vừa đẻ hôm qua. Đúng là khi xem phim xong thì đấy đúng là hai anh chị này chưa toát được. Thôi thì tao mày cũng show mặt lên mạng xong rồi cũng bị chửi thì cũng có sao đâu đúng không? Có sao đấy, có đấy. Nhưng mà nhá, có một cái là trong phim này thì diễn viên phụ lại gánh cho diễn viên chính, đặc biệt là cô Triều Xuân. Cô diễn khá tốt đấy, theo quan điểm của anh là tốt nhất cái phim này luôn. Nếu mà cô Triều Xuân thực sự gánh ấy, thì em nghĩ là mình cần phải có cô Triều Hạ, Triều Thu, Triều Đông, Thu. Tất cả các cô đấy gộp lại vào thì mới nghe là gánh được cái diễn xuất phim này. Ừ. Phim này diễn xuất chưa được. Chưa đúng không? Một phần diễn xuất chưa ấy là do thoại của phim Việt Nam thể nó là cái câu chuyện. Này nhá, anh không hiểu vì sao người ta sẽ không kiểu là ôi mẹ ma sợ
mà người ta kiểu ôi sợ quá phải chạy thôi, đúng không? Nếu mà trong ngoài là thật mình gặp ma thì mình sẽ như nào nhỉ? Em gặp ma cũng kiểu em chỉ chạy thôi ấy. Nó nói gì à? Thì thế anh mình mới không phải diễn viên, em mình là người thật mà. Thật nghe cái thoại nó như kiểu đọc kịch ấy, phim nào thế, như Người Mặt Rời. Đấy, em đi xem Người Mặt Rời. Lạy Chúa tôi Chibu, em xin chị. Nhưng chị xinh. Chị có xinh. Có nhiều khu. Nhưng mà cà rồng cái gì, cà rồng không khóc, cà rồng không ăn. Nói chung là mình nói thế thì cũng không được, mình phải mong chờ có một cái thoại gì đó tung nổ. Đúng thì nó mong là tương lai là sẽ có cái phim Việt Nam mà thoại hay đi. Thế cho tao mày làm đạo diễn cho đến thoại luôn. Tổng kết đi, Kẻ Ăn Hồn không phải tiền truyện này, kịch bản chưa chặt chẽ, nhiều chỗ thừa, diễn xuất thì wow thì ít mà gào thì nhiều. Có cái gì nhưng không sợ? Không có sợ. Thế là tốt hay xấu? Hay là do mình không sợ nhỉ? Do mình không sợ ra, trẻ con xem sợ ra. Trẻ con mày hồi bé xem chắc chắn sợ. Phim bí 18 tuổi, trẻ con nào vào? Nhưng mà hình ảnh đẹp, có đầu tư. Có đầu tư. Phục trang, hóa trang cũng ok. Đẹp. Có đáng xem không? Bỏ ra một lốp để mà bỏ đi xem 100 phim có đấy. Là đá hai bát phở thì ngon hơn. Mà xem phim mà nó lại không như kỳ vọng, không như được marketing đúng không? Thì cay đúng không? Bị lừa. Mày có phải bỏ tiền đâu, tao cho mày tiền đi xem à? Rồi. Em được công ty cấp, không em vào lâu mình xem. Công ty cấp nhá, em xem phim này 10 lần. Quý Kẻ Ăn Hồn lắm. Thôi tiền của ai thì lấy tiêu đúng không? Ai có nhiều tiền thì xem thôi. Chấm điểm đi. Chấm điểm, đặc sản Tây Bắc. Đặc sản Tây Bắc. Đôi chuẩn. Phim tiếp theo, Thiếu Niên và Chim Diệc, Khá Bảnh và Tiến Bịp. Đây là phim của đạo diễn Hideo Miyazaki. Ông này để ra rất nhiều sản phẩm anime, siêu phẩm anime như là Vùng Đất Linh Hồn này, Lâu Đài Bay của Hao này, Hàng Xóm Của Tôi Là Totoro này, vân 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 vân. Nói chung là phim Ghibli. Nội dung là kể về hành trình kỳ diệu của một cậu bé tên là Mahito trong một thế giới hoàn toàn mới lạ. Cậu mất mẹ này. Xong... Batman. Cậu Batman, xong rồi nhiều mối quan hệ không vui vẻ, thứ gia đình bạn học. Thế là dần dần quên lấp bản thân cho đến khi gặp một chú chim biết nói. Sao lúc tao xem thấy bình thường, nó kể lại nghe như là dạy thí à? Nhưng mà cậu ý gặp một con chim biết nói nó còn đỡ. Cậu mà phát hiện ra là chim mình biết nói thì nó mới kỳ ấy. Thế xong rồi cậu với con chim của cậu. Cậu với hai con chim bước vào tòa tháp biển. Nó là một thế giới thần kỳ mở ra. Ê, sao càng nói càng gay ấy. Đấy, xong rồi cậu gặp gỡ những người mình yêu thương. Trong một nhân dạng hoàn toàn khác, đúng không? Ghibli với ông đạo diễn này thì không lạ gì đúng không? Kể những người mà xem phim nhiều thì cũng biết, mà những người mà ít xem phim có khi cũng biết. Vùng Đất Linh Hồn quá là nổi tiếng đi, ai cũng biết. Mà là một phim không con thì cái bài học vỡ lòng đầu tiên mà chúng em được học khi đến lớp đó chính là phải xem toàn bộ phim của Ghibli. Phê phim con phải đào tạo đấy. Thì bây giờ nhá, ra đường thằng nào nhận là tao là phê phim con chưa xem hết phim của Ghibli nhá, bọn em đánh cho một trận, nhận vơ. Thế mà biết giờ review của con phải xem hết gì không? Giờ review con xem gì? Xem hết NTN Vlog. Ngừng phán xét. Khi mày có giống với tao. Nhưng mà phán xét Thiếu Niên và Chim Diệc ấy, em đánh giá đây là một cái bước hơi lùi, hơi Michael Jackson của Ghibli. Michael Jackson lùi vẫn hay mà. Là lùi luôn vào trong luôn, lùi luôn vào cánh gà. Có thể là do cụ Miyazaki này là hơi lớn tuổi, phong độ cũng xuống. Cụ lông cao à? Cụ già rồi mà. Thì đúng là các cụ không còn được phong độ như xưa. Thôi cái này khó tránh đâu, tại vì ngày xưa cụ làm ra nhiều phim Ghibli siêu phẩm rồi. Nên là bây giờ kiểu làm một cái phim mới mà không bị so sánh thì cũng khó. Chưa kể là bây giờ thời đại công nghệ nó khác năm 80-90 thì khán giả bây giờ thì toàn cộng 12 dắt vàng hết rồi. Ai cũng là reviewer, một mét vuông hai thằng reviewer luôn, chính là mẹ anh em mình. Thì chắc chắn là phim của cụ sẽ bị đánh giá khắt khe hơn, mà có khi là cái meta phim giờ nó cũng khác rồi, mà có khi là nhá, cái phim nó vẫn thế thôi, chẳng qua anh em mình khác, người khác là anh em mình họ thời vẫn đại thay đổi mà họ vẫn dùng cái công thức đấy thôi. Kiểu mà xem công nghệ thông tin phát triển ấy, xong rồi mọi người có thể tự tìm hiểu mà. Cái group chê phim review của bọn em em là một thành viên trực thuộc, có hơn 100.000 thành viên, 100.000 reviewer. 100.000 reviewer có khi còn nhiều hơn cả số lượng bác sĩ ở Việt Nam. Đúng chó không? Mày bị chặt đầu. Reviewer rồi quá nhiều, reviewer nhiều là không phải xấu nhá. Ngày xưa mọi người xem, mọi người sẽ thấy nó cũng thế. Bây giờ có khi xem lại, phải trả. Anh cũng nhận ra hôm trước anh xem lại cái phim cái gì có hòn đá bay lên trời ấy. Xong anh thấy, hồi bé anh xem thấy hay thế, thấy xúc động thế các thứ. Để hôm trước anh xem lại anh thấy kiểu tình tiết kiểu gì ấy. Chả liên quan, chả logic gì cả. Có khi là cái phim này nó cũng thế. Thì nếu mà vào chi tiết hơn đánh giá bộ phim ấy, thì em thấy là phát triển nhân vật kém, như là không có luôn ấy. Các nhân vật cứ đến rồi đi ấy. Các nhân vật thuộc quá à? Như gì sắp đặt cứ đến rồi đi. Mr. T cứ xuất hiện, gặp nhân vật chính, chào cậu và tớ đi đây. Chả đọc ai một cái gì cả. Đấy. Nhiều lúc em phải lót xem là nhân vật này xuất hiện để làm gì ấy. Xong rồi đến cuối là phải mong chờ một cái gì đó bùng nổ. End game. Không có. Nên là so với lại Vùng Đất Linh Hồn đi. Vui là nghĩa là Vùng Đất Linh Hồn làm tốt hơn đúng không? Vùng Đất Linh Hồn làm tốt hơn là nó có sự liên kết. Với các nhân vật. Hay là phim có chiều sâu trong đấy mà mình không hiểu? Nếu mà một mình em không hiểu nhá thì đúng là em ngu. Nhưng mà em lên mạng
thấy nhiều người cũng bảo không hiểu. Em mà biết người ta nói gì không? Những thằng ngu thật đông. Nhưng mà tao cũng không hiểu thật. Có nhiều người cũng khen mà. Thì đấy là những người ta còn bảo là siêu phẩm. Đấy là những người khôn. Thế có khi là người, vì nó là Ghibli nên là người ta bảo là siêu phẩm. Ừ, có khi là thế. Tại vì nó chỉ là cần là Ghibli đấy. Người ta nhìn cái nét vẽ với cái những cái âm nhạc mà dùng trong phim ấy, người ta nhớ về ngày xưa. Đúng là em phải khen là âm nhạc với hình ảnh. Hay. Thì thực ra là anh thấy ấn tượng nhất của anh về Ghibli là âm nhạc và hình ảnh, nó mang lại mình cho mình những cái cảm giác chữa lành. Còn về nội dung thì thực sự là nội dung bây giờ bảo là anh kể là nội dung của phim Ghibli anh không nhớ luôn. Nếu bây giờ em nhớ thì đúng là chỉ nhớ về hình ảnh. Đúng không? Ví dụ như là cái nét vẽ vẫn thế. Ừ, nét vẽ vẫn thế, như thế. Mục tiêu của ta chỉ thế thôi, là cho mình nhớ lại cảm giác tuổi thơ và những cái sự bây giờ lớn rồi kiểu bị các thứ nhiều ấy. Thế sao mày thì nội dung có bị linh tinh quá? Có đấy. Thì em bảo là cái phát triển nhân vật kém. Đâm ra là câu chuyện nó cũng không liền mạch cho lắm. Xem nó bị cụt ngủn, cảm xúc không tới. Phim này nó cứ nhảy xoành xoạch đúng không? Cũng không rõ ràng là phim đang cố miêu tả cái gì. Cá nhân anh thấy là so với phim ngày xưa là thụt lùi rõ ràng. Cũng khó trách, cụ cũng già rồi. Cụ già, cụ cũng kiểu Ridley Scott rồi. Ừ, nhưng mà em không rõ lắm, nhưng mà không biết studio đấy là có đạo diễn khác luôn, là có mỗi cụ Miyazaki. Nhưng mà nếu mà già thì cụ Martin Scorsese làm quả Killer of the Flower Moon cũng hay mà đúng không? Nhưng mà cụ kiếm được tiền không? Phim flop nói ra bây giờ nhá, cụ làm phim hay các cháu chả xem, mà cụ làm phim dở các cháu chửi. Mẹ các cháu tiêu chuẩn kép các thật. Các cháu mất dạy thật. Các cháu mất dạy. Nhưng mà em nghĩ là có một cách để cứu các cụ, cháu phải hợp tác tiến thành. Chèn em xuất chiếu. Tức là mình cá kiếm ai bây giờ nhá, cái Killer of the Flower Moon của cụ Martin ấy. Cụ bảo là Trấn Thành ơi giúp chú tí. Thế là 30 phút một suất easy kiếm tiền luôn. chấm ngay điểm thiếu niên và chim việc này mang tính hoài niệm nhiều, nét vẽ đẹp, âm nhạc xuất sắc nhưng mà nội dung thì khó hiểu, phát triển nhân vật thì âm vô cực. Chấm điểm này, mà chấm điểm Linh Ly cho Ngọc Bảo Linh. Cho tôi xin một vé đi để thơ. Đúng, về tuổi thơ. Về để thơ. Đến cuối cùng, Aquaman. Phim này tôi có một món quà dành cho em Nghĩa. Gì đấy? Đó là một video review dành riêng cho Aquaman, được viết bởi chính em Nghĩa, deadline ngày mai. Nhưng mà sao lại ngày nhiên nhỉ? Nhưng mà đánh giá chung về Aquaman 2 thì đây là một bộ phim mà đã mặn đã tải, hình ảnh đẹp so với những bộ phim siêu anh hùng trong năm nay hoặc là rất nhiều phim trong năm nay. Đúng là đẹp. Đúng không? 200 triệu. Đó. Nhưng mà vẫn không so được với lại Godzilla trừ 1. Godzilla trừ 1 là đội nào? Đó là tên phim của Gu. Thằng này sợ phát bốc đúng không? Đấy, Aquaman thì hành động tốc độ cao này, mãn nhãn này, thông điệp bảo vệ môi trường, yêu thương gia đình các thứ vân vân. Nhưng mà nội dung thì wow, phim siêu anh hùng thì nó vẫn cơ bản thế, nó dập khuôn, nó không gì nổi bật. Nhưng mà ít nhất là nó logic, nó là nó đơn giản, nhưng mà ít nhất là 1+1=2. Mình chỉ cần thế thôi. Ừ, mình chỉ cần thế thôi. Đánh siêu anh hùng rồi. Đừng có The Marvel là được. Đừng có The Marvel. Aquaman cứ là Aquaman. Đấy, kể một câu chuyện từ A đến B, từ B đến C. Ê, nhưng mà đấy rồi có hơi khen quá không? Có hơi xích đinh không? Nhưng mà em là DC con mà. Nói chung là tác xe tao thấy không có khó chịu. Đánh nhau hay. Đánh nhau hay. Đẹp. Đẹp. Amber Heard. Đẹp. Đẹp. Cũng nhiều khu. Cũng nhiều khu. Khu A, khu B, khu C, khu V. Khu vé. Cũng nhiều khu. Để chấm điểm phim này Ngô Dịch Phạm. Chấm điểm là Ngô Dịch Phạm đẹp trai nhưng mà bản chất thì tệ không hay. Ok, DC con thế mà anh lại khen là sao nhỉ? Nghĩa tao không đến nỗi là để nó tệ. Thì nó không tệ nhưng mà nó cũng chả hay. Thì nói một hồi em chả biết em với anh ai là DC con nữa. Nhưng mà tôi là vui vẻ. Các bạn thấy sao về những cái phim mà bọn tôi vừa nói về vừa rồi? Và thấy sao về em Nghĩa? Các bạn phải nói gì đi, bởi vì tiền lương của tôi phụ thuộc vào các bạn. À, mày thích để ta làm kẻ xấu không? Ai mới là kẻ xấu xa? Ai trả lương đều là kẻ xấu xa hết. Tôi là vui vẻ. Tôi là Nghĩa. Tôi là vui vẻ. Chúc bạn một ngày mát mẻ. Ok, xong rồi. Đấy chứ. Đấy.